truyện cổ tích Việt Nam. Những cuộc phiêu lưu kỳ thú của thuyền trưởng Sinbad. Này Tết Cờ! Này Tết Cờ! Tôi có thể hỏi Bồ điều này không? Tại sao đại dương này luôn nhìn chán thấy Bồ vậy? Chán hả? Cậu nói có gì vậy? Đây chính là nơi của những cuộc phiêu lưu và những nhà thám hiểm can trường. Ồ, đúng vậy. Những nhà thám hiểm mặt nước, những ngọn sóng là những viên đá quý. Và những nhà du hành này can đảm đến mức cho tôi ăn đồ ăn thiêu cơ đấy. Ôi, thôi nào, đừng có tiêu cực như vậy chứ Tích Cờ. Lúc nào đó sẽ có một người đàn ông tỏ rõ lòng can đảm và tình thương cho những người vô danh như là thuyền trưởng Sinbad đó. Sinbad? Đúng đó, Sinbad là một thủy thủ. Cậu không biết anh ta hả? Ơi, chờ chút, hãy đến chỗ chiếc chum thần kỳ nào. Những cuộc phiêu lưu của anh ấy rất là đáng coi. Chỉ là nước thôi mà, không phải là cậu định đọc mấy cái câu thần chú Abracadabra? Niệm thần chú Abracadabra đã hết thời rồi nha. Hãy xem đây nè. Nước thần ơi, nước thần hỡi, trong vắt và xanh ngắt, hãy cho chúng tôi thấy những gì đã mất trong làng nước. Nước thần ơi, hãy cho chúng tôi chứng kiến câu chuyện của thuyền trưởng Sinbad nào. Chào mừng đến Bada, thành phố của những cảm xúc cực đỉnh và là quê hương của thuyền trưởng Sinbad. Sinbad, ta nghe là cháu tính ra khơi để đến khu chợ buôn bán khác hả Sinbad? Vâng thưa chú, cháu đã quá ngu ngốc nên đã tiêu hết số tiền mà cha cháu kiếm được. Cháu chẳng còn gì cả, cháu phải tiếp tục công việc buôn bán của cha cháu. Cháu sẽ ra khơi vào ngày mai với những người bạn ở thành Bada này. Tốt, rất là tốt con trai, lên đường may mắn nghe. Chúc cháu đi đường bình an. Và vậy là Sinbad ra đi cho chuyến du hành đầu tiên của mình. Sinbad rất thích thú trong lần đầu tiên lên thuyền. Những làn gió nhẹ, những cơn sóng lớn và làn nước trong xanh tươi mát, tất cả mời gọi chàng. Nhưng mà dần dần á, chàng cảm thấy chán nản. Chàng cực kỳ muốn đặt chân lên đất liền, nhưng mà không có dấu hiệu nào của một hòn đảo ở gần đó hết. Rồi đột nhiên à, thuyền trưởng ơi, tôi có thể thấy một hòn đảo đó. Đúng đó thuyền trưởng ơi, nhìn kìa. Ôi làn nước này giết chết tôi mất. Cuối cùng chúng ta cũng thấy một mảnh đất rồi. Hòn đảo này thật là xinh đẹp đó. Ơi Sinbad, cậu đi đâu đó? Thức ăn đã xong hết cả rồi. Tôi sẽ trở lại ngay thôi. Tôi muốn đi xung quanh đây một chút. Ở đây thật là đẹp, nhưng mình có cảm giác gì đó không ổn chút nào. Mặt đất ở đây có gì đó hơi khác thường. Nè, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mặt đất lại chuyển động? Mình phải trở lại con tàu ngay. Sinbad chạy hết tốc lực, nhưng mà chàng đang ở sâu ở trong khu rừng, phải mất cả đoạn đường dài mới trở lại được. Trong khi đó, những lái buôn khác cũng cảm thấy mặt đất bị dịch chuyển. Tại sao hòn đảo lại chuyển động hả? Anh cũng cảm thấy vậy hả? Nè vậy đi, hòn đảo đang dịch chuyển đây nè. Có gì sai sai ở đây? Đúng đó, hãy trở lại tàu thôi nào. Chạy thôi, đây không phải là một hòn đảo. Đây là một con cá voi đang ngủ. Chúng ta đốt lửa nên đã làm nó thức dậy. Không, tại sao con cá voi lại ngủ trên mặt nước vậy trời? Tự cứu lấy mình thôi. Chạy đi. Dạ đúng là như vậy. Con cá voi đã ngủ một giấc dài đến nỗi cả một khu rừng rậm rạp mọc trên lưng của nó. Ai nấy đều kinh hãi hết. Họ không thể biết là ai đã lên được thuyền và ai bị bỏ lại nữa. Sinbad cố gắng chạy nhanh hết sức, nhưng mà rồi mặt nước bắt đầu chìm xuống. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Con cá voi đã lặn vào làn nước và nó đang đưa cả khu rừng di chuyển theo nó luôn. Không, đợi đã nào. Sinbad nghĩ là đã đến lúc chàng tận số rồi, nhưng mà số phận lại còn những quyết định riêng. Ôi trời ơi, con tàu đã đi mất rồi. Mình phải làm gì bây giờ? Mình không được mất hy vọng. Dòng nước này sẽ đưa mình đến đâu đó. Sinbad trôi nổi trên các ngọn cây qua không biết là bao nhiêu ngày đêm. Cuối cùng thì chàng cũng đến được một bờ biển. Chàng quá mệt mỏi nên chàng chìm ngay vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, chàng thấy rất đói và khát.
ở đây chẳng có gì cả. Nếu muốn sống sót, mình phải thử trèo lên đây xem thế nào. Chắc chắn phải có gì ở trên đó. Wow, đây là nơi nào vậy ta? Là nước kìa. Oh, tốt quá. Khi trên tàu thì mình nhớ đất liền. Bây giờ khi ở đây mình lại nhớ nước. Mình thấy đói quá trời. Tiếng động gì vậy ta? Ngựa sao? Vậy thì chắc hẳn là phải có người ở quanh đây. Mày là chú ngựa tốt. Chủ nhân của mày đâu? Nè, chúng ta chưa bao giờ thấy anh ở đây. Anh là ai? Ồ, tôi rất vui vì cuối cùng cũng được gặp con người ở đây. Đừng lo lắng, tôi không phải là tên trộm hay ai cả. Tôi rất đói, cho nên phải vào rừng kiếm thức ăn. Tôi là một thủy thủ. Tôi đã ở trên một hòn đảo mà thực chất nó là một con cá voi suýt làm tôi chết đuối. Sau đó tôi... Một con cá voi được thôi. Có thể đầu của anh đã bị đập vào đầu đó quá mạnh anh bạn à. Để chúng tôi đưa anh chút thức ăn trước đã. Đúng là tôi có bị đập vào đầu, nhưng nó thực sự là một con cá voi mà. Mà thôi, nếu có một chút thức ăn cho tôi thì thật là tốt quá. Và sau đó nó đưa tôi chìm xuống nước theo nó. Ý tôi là hãy tưởng tượng xem, hàng bao năm nay một con cá voi đã trôi nổi với một khu rừng trên lưng nó và cả một cánh rừng rậm rạp luôn đó. Và rồi một nhóm người và lửa nóng đã buộc nó phải lặn xuống nước. Tôi không ngạc nhiên nếu con cá voi đó nổi giận lên đâu. Tôi đang kể cho anh nghe đó. Đoàn thủy thủ chẳng nhớ nhung gì đến tôi cả, vì họ đã nhổ neo đi rồi. Tôi không thể trách họ được. Ai cũng phải lo lắng cho mạng sống của mình. Phải nói là tôi thật đen đủi. Tôi là người duy nhất trôi lên đên trên biển. Đen đủi? Anh đang nói cái gì vậy? Câu chuyện của anh thật là thú vị. Anh có biết là chúng tôi chỉ đến nơi này của hòn đảo một lần một năm để cho ngựa của nhà vua ăn không? Nếu anh trôi đến đây vào ngày mai thì chúng tôi đã đi mất rồi. Anh sẽ chẳng bao giờ tìm được đường đến chỗ có người trên hòn đảo này mà không có chúng tôi đâu. Nơi có người ở? Tất nhiên rồi, nơi có người sinh sống. Để tôi đưa anh tới đó, nhà vua của chúng tôi sẽ rất vui khi nghe câu chuyện của anh. Những người lính đưa Sinbad tới nơi có người sinh sống của hòn đảo. Đó là một vương quốc nhỏ bé với những con người tốt bụng. Sinbad diễn kiến nhà vua và tường thuật lại câu chuyện của mình. Vùng biển này thật sự chứa đầy những điều ngạc nhiên và những điều bí ẩn. Ngươi là một người dũng cảm. Ta sẽ ra lệnh cho người của ta chăm sóc ngươi kỹ càng. Ôi, thưa bệ hạ, điều này còn hơn cả những gì thần mong ước. Chỉ mới sáng nay thôi, thần đã nghĩ là mình sẽ chết trên hòn đảo này. Còn giờ thì thần đang đứng trước mặt một vị vua hào phóng. Xin hãy cho thần làm một điều gì đó có ích cho người. Vậy là người muốn làm việc để kiếm sống ở đây hả? Ta bị ấn tượng rồi đó nghe. Có phải là người nói mình là một nhà buôn không? Vậy thì ta có công việc hoàn hảo dành cho người đây. Tại sao ngươi không giúp đỡ chúng ta ghi chép lại toàn bộ hàng hóa được lưu thông trên cảng hả? Ôi, thật là tuyệt vời. Sinbad cảm thấy vinh dự vì đã giúp ích được cho nhà vua. Rốt cuộc thì họ đã cứu được mạng chàng. Mấy tuần trôi qua và Sinbad cảm thấy công việc này thật là nhàm chán. Làm thế nào để mình có thể trở lại Bách Đa bây giờ? Nhà vua sẽ chẳng bao giờ cho mình mượn một con tàu để trở về hết. Mà mình về thế nào kia chứ? Như là mình biết đường về nhà chẳng hạn. Tất cả những gì mình biết là mình có thể gặp lại con cá voi lần nữa. Mình khá là cuộc sống của nó còn mạo hiểm hơn cuộc đời của mình hiện giờ. Vào một lần nọ, khi Sinbad đang ghi lại số lượng hàng hóa. Vậy là cái này thuộc về Sinbad. Chờ đã, Sinbad. Nè, tôi biết anh đó. Thật sao? Ta không nghĩ gương mặt của ta lại phổ biến đâu. Số hàng này thuộc về một thương nhân trên tàu của chúng ta, thủy thủ Sinbad. Đáng thương là anh ấy đã mất tích trên biển rồi. Trời ơi, tôi là thủy thủ Sinbad đây mà. Và ta là vua của vùng đất này. Đây là một trò đùa chẳng hay chút nào. Tôi biết nhà vua của hòn đảo này và tôi đang nói sự thật đó. Tôi biết về con cá voi, nó đã nhấn chìm tôi trong nước và tôi đã trôi dạt về đây. Tôi thật sự là Sinbad đây. Ồ, tôi vẫn chưa nói cho anh về con cá voi. Anh đã nói sự thật, đúng không? Ồ, Sinbad, thật tốt khi được gặp lại anh. Anh có trở về cùng chúng tôi không? Có chứ, tất nhiên rồi. Tôi nhớ nhà lắm. Tôi sẽ đi gặp đức vua và giải thích mọi chuyện cho ông ta. Ngươi là một người may mắn vì có thể trở về được, Sinbad à. Ngươi đã làm việc chăm chỉ ở đây.
ta chắc chắn sẽ gửi tiền công đàng hoàng cho ngươi. Đây, hãy cầm lấy, chúc ngươi có một chuyến đi bình an. Ngươi thật là tốt bụng, thưa đức vua. Dạ thấy là Sinbad lên tàu và trở về nhà, về với mọi người, bạn bè và gia đình mình. Wow, tất cả vùng biển này đúng là chứa đầy những điều bí ẩn. Một khu rừng trên lưng cá voi, ai mà nghĩ là có chuyện đó. Không phải chỉ vậy thôi đâu tích cờ. Cậu có biết câu chuyện về quả trứng không? Và cả câu chuyện về con rắn nữa. Cái gì? Không, kể cho tôi đi, kể đi nào. Để khi nào có thời gian nha. Ôi bồ tèo, giờ thì bay đi ăn gì đó đã. Tôi thấy quá đau rồi. Đúng đó, hãy đến chỗ con cá voi đang ngủ đi. Cái gì? Không, giờ thì tôi sẽ không bay xa đến vậy đâu.